em vô tim như tim hình Zalo. Vậy là Zalo anh này không? Là anh có ý mình đó. Con mới thấy vậy con mới thả lại cái tim đó, tại vì ảnh đăng một tấm là duy nhất thôi. Ảnh cũng thừa biết là con không có ý, lúc đó vẫn là xin chị với em nè. Ủa là con, sao? Con là người cua chồng con. Con là người cua chồng con. Lần đầu tiên gặp con mà dắt con đi chỗ tối mà đi hang. Trong đầu con nó tối thiệt. Trong đầu con nó tối thiệt. Thôi vợ ơi sao anh? Trời nóng quá. Nóng quá là thôi mình đi tìm chỗ nào mát mát mình ngồi đi. Đấy thì con chạy đi con tìm chỗ mát thì trong đầu con là con cũng nghĩ là con tìm khách sạn thôi. Có chỗ mát gì đâu. Anh ơi vô đây thay đồ không có đồ mặc. Không có trời ơi, thôi khỏi mặc đồ. Chào chú Quốc Thận, chào cô Hồng Vân. Chào con. Và chào khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Trần Văn Lâm, con sinh năm 1997. Con năm nay được 27 tuổi. Và công việc của con thì hiện tại con làm bên mảng logistics, cụ thể là vận chuyển hàng hóa quốc tế. Và con đến từ Cần Thơ. Con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Đinh Thị Diễm Hương. Năm nay con 30 tuổi. Con đang làm việc và sinh sống tại Cần Thơ. Công việc của con hiện tại là kinh doanh thời trang và thiết kế thời trang. Vậy là hai vợ chồng là ở Cần Thơ. Dạ, quê con ở An Giang ạ. Chào Đồng Hương. Dạ đúng, con ở gần chùa Bà. Vậy chắc đoán quá. Đoán đi. Bé này đi Châu Đốc cúng bà, thấy là gặp bé này trong chùa. Đúng. Dạ, dạ đúng rồi. Nhưng mà là con đi chùa luôn hay là con đến đó con làm công quả hay là con giúp đỡ ai hay là gì? Dạ tại vì á, con công việc của con là buôn bán. Chị hai á là chị của anh này này là ở bên Đài Loan. Chị sẽ lấy hàng qua bển chị bán. Thì vô tình là anh này lên rồi cho hay vậy đó. Con mới nói là thôi để em để chị chứ, lúc đó là còn xin chị chứ không có em. Là sách giao giao luôn. Chị con là về Việt Nam chơi, thầy cũng có đi chùa Bà để cúng đó, để cầu bình an. Cũng có con đi cùng. Và ngày hôm sau là chị con đã về lại Đài Loan rồi. Vợ con là có một cái bưu phẩm, một kiện hàng muốn gửi qua bên Đài Loan. Đấy thì sẵn chị con về thì chị con sẽ bê đi luôn. Đấy thì con mới nói với chị con là thôi sẵn gọi cái chị đó ra đấy. Là tại vì vợ con thì cách chùa Bà cũng khoảng 20 km thôi. Chị con cũng gọi cho vợ con thì... Vậy thì khi mà giáp mặt gặp nhau thì có ấn tượng gì về cô gái này không? Trước đấy nữa, vợ con ấy là gửi hàng lên cho con để con gửi qua cho chị con. Đấy thì con cũng biết tới vợ con rồi. Nhưng mà vào thời điểm đấy là vợ con đăng ảnh là con biết vợ con đã có gia đình và hai đứa con rồi. Tức là con biết cái hoàn cảnh của vợ con như vậy rồi. Nhưng mà còn con thì sao? Con lúc đó là có gia đình chưa? Con thì năm 2021 thì cũng đã có lập gia đình. Có duyên có nợ nhưng mà con nghĩ là nợ không có nhiều. Đấy cho nên cũng chung sống với nhau được 3 tháng thì... Thôi bây giờ chúng ta hỏi vô vấn đề luôn. Đúng rồi. Là cái lúc mà giáp mặt nhau đó, con ấn tượng gì về ổng không? Con thật sự con có ấn tượng gì đâu. Tại vì đi giao cái bọc hàng đó là con chở theo đứa gái. Bé nó cũng lúc đó là hình như 8 tuổi. Mình thì mình nghĩ là mình đổ vỡ rồi. Con thì gặp bà chị này thì sao? Lúc đấy thì chắc cũng có một tí tâm linh. Tại vì con vào chùa Bà trước. Sau khi rời chùa Bà con mới gặp được vợ con. Thì con cũng có vào con giái bà. Rời khỏi chùa Bà thì con gặp vợ con liền. Ấn tượng đầu tiên của con là hai cái bím tóc hồn nhiên lắm cô. Sau đó về sao? Dạ đúng rồi con. Ai chủ động làm quen trước? Tại vì anh này anh vô tim như tim hình Zalo. Vậy là Zalo anh này con. Là anh có ý với mình đó. Con mới thấy vậy con mới thả lại cái tim đó. Tại vì ảnh đăng một tấm là duy nhất thôi. Là ảnh cũng thừa biết là con không có ý vậy. Lúc đó vẫn là xin chị với em nha. Rồi đến khi nào mới bắt đầu có một cái buổi đi chơi chung? Dạ một tuần, chính xác là một tuần. Nhưng mà con là người được cua. Ủa là con, sao? Con là người cua chồng con. Con là người cua chồng con. Là con. Dạ, là chị của em. Dạ đúng rồi. Đó. Sao nè, sao nè. Sao mà lại có thì, cái việc thì đó? Thì hàng thì cứ gửi xuống hoài vậy đó. Rồi cái con là thả thính mà. Em nói thôi đi. Bây giờ chị gửi hàng xuống, em chuyển khoản cho chị đi. Cái anh này mới chọc lại. Không chuyển khoản được không? Cái con mới trả lời con nói vậy thôi, lấy người chứ. Lúc đó là thấy là mình sẽ xây vô một câu chuyện là mình nói chuyện sẽ khác liền. Từ từ nói chuyện khoảng tầm nói chung một tuần sẽ gặp một nhau. Tuần. Rồi gặp ở đâu? Anh nông nè. Châu Đốc. Châu Đốc luôn. Anh nói là lụm luôn đó. Lụm luôn. Lụm luôn. Đâu kể vụ vụ đó. Thật sự là cũng không có vụ gì đó, đi là trong đầu con là suy nghĩ là con phải lụm ông này rồi. Đó, phải mình lớn ổng mà đúng không? Rồi đêm đó trước khi lụm là có đi ăn tối, có uống rượu bia gì không? Đầu tiên là con với vợ con gặp nhau thì con vẫn dẫn nhau đi ăn. Ăn bò đúng không? Chua cá cha. Chỗ đó nó bán là nổi mà mỡ cô mà nó đông. Rồi tưởng tượng mình ăn xong rồi làm sao mình hung đi trời. Cho dù mình rửa cả làm được.
Nó cũng hỏi vậy. Ăn cho vui cho lấy lòng hai đứa gì thôi. Chứ cũng háo hức là muốn dạ đó đúng không? Không, vợ con dắt con đi chùa hang. Lần đầu tiên gặp con mà dắt con đi chỗ tối mà đi hang. Trong đầu con nó tối thiệt. Trong đầu con nó tối thiệt. Thật sự là nó tối thiệt. Tại vì đi là tranh thủ là nó câu giờ là để cho tối xuống đúng không? Cái anh em nói, ủa rồi mình đi đâu? Cái con mới trả lời thì chồng dắt vợ đi đâu cũng được. Nhưng sao chồng vẫn dắt vợ đi bán thôi. Ông này ông vô rồi. Sao là vô? Người ta gợi ý rồi đúng không? Rồi sao nè? Dạ thì lúc đấy thì con cũng có nói là ôi vợ ơi sao trời nóng quá. Nóng quá là thôi mình đi tìm chỗ nào mát mát mình ngồi đi. Đấy thì con chạy đi con tìm chỗ mát thì trong đầu con là con cũng nghĩ là con tìm khách sạn thôi. Không có chỗ mát gì đâu. Đấy thì vợ con ngồi sáu lưng thì con cũng có khều khều. Con nói thôi vậy mình tìm chỗ mình nghỉ luôn đi. Trước sau thì mình cũng phải tìm chỗ nghỉ qua đêm thôi. Búc một cái khách sạn đấy. Thì vào trong khách sạn rồi thì lụm thôi thì... Nhưng mà ai lụm ai trước nè? Ai con anh nói vô đây thay đồ không có đồ mặc. Không có trả lời gì thôi khỏi mặc đồ. Trong đầu anh này nghĩ là ừ mình là gà đó. Mà thật sự là em mới là gà. Là ông em... là thóc đó phải không? Dạ, đúng rồi. Em nghĩ là em muốn gặp coi mình có cảm giác với người này hay không. Ăn ngon không ăn nữa. Ngon thôi. Cũng ăn cái bỏ. Nói rõ ràng là gà rồi. Thóc nó đâu có được chọn gà. Chỉ có gà sao thóc. Đập vô mắt con lúc đó là bên này là ảnh rất là chỉnh chặt. Dùng tay, ông trắng, tóc là wonder cut. Thật sự là rất là điển trai luôn. Cái lúc đó là hình như là xưng xưng em với bà chị chồng rồi. Là không còn xưng chị nữa. Cái chị hai của nó là cưng muốn cái mối quan hệ này là nó có đi theo dài không. Tại vì nó có, sẽ có một cái khó rất là khó luôn. Tại vì con á là con có hai đứa con gái mà sinh đôi. Dạ mà con lại có nhà riêng nữa. Ảnh thì ảnh là trai duy nhất. Tại vì còn hai người nhưng mà đã lấy chồng hết rồi. Thật sự là con phải về làm dâu. Nhưng mà bữa đó là con có thấy ngon miệng không? Ngon. Ngon miệng đúng không? Rồi cho nên là đó. Bắt đầu vượt qua tất cả những cái khó khăn để mà đến với nhau. Đó là cứ một tầng lên lặng, tầng lên lặng. Tại vì coi như là không ngon bé bổ mà đúng không? Rồi những cái vấn đề mà chị con hỏi đó. Dạ. Thì nó có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ con. Ví dụ thì bên nào khó hơn? Bên anh này trước tại bên con chưa có ngỏ lời. Con không nghĩ là sớm đến mức như vậy đâu. Lúc đấy thì chị con cũng có kiểu như là nói chung chung thôi, là có cái bạn này như thế, bạn rất là giỏi, bạn rất là kiểu như nghị lực, mà mẹ con bảo là không được tại vì bạn có con rồi. Dạ. Nhưng mà con cảm ơn chị con là nói vào bảo vệ từ đầu là chị rồi. Con đã có ý định tác hợp rồi mà. Dạ đúng rồi. Đến bao lâu thì tụi con mới cưới nhau và vượt qua những cái khó khăn cản trở mọi bên thứ. Bên con là căng hơn chút xíu. Ủa con căng hơn nữa? Dạ tại vì con mới ly hôn chồng chỉ có mấy tháng thôi. Rồi cái anh này thì quen, con cũng nghĩ là nhanh như vậy đâu. Rồi cái ảnh có ngỏ ý là thôi lúc đó là ở dưới là chắc chấp nhận rồi, nhưng mà trên con nè, con chưa có nói gì chứ. Nhưng cha mẹ con vẫn đồng ý là cho quen, nhưng mà anh này thì muốn cưới sớm quá. Thật sự là bà mẹ lúc đó căng lắm, là thứ nhất là sợ hai đứa nhỏ thức vỡ nó khổ. Thứ hai là mọi người ta thiên hạ, người ta sa bàn tán. Cha mẹ con là thôi mày muốn làm gì làm chứ đừng nói tới tao nữa. Tại vì người miền Tây mình sẽ dùng những cái ngôn ngữ như vậy. Thì con khóc, con im lặng. Nhưng mà con không có nói với anh này đâu nha. Anh này thì cứ một tuần lên, mà anh thương hai đứa nhỏ lắm. Dữ lắm thương. Cái con nghĩ là chắc dần dần rồi cái cảm nhận được cái anh này anh cũng tốt, công việc thì ổn định, này kia cái thôi cho lên. Rồi cái anh này thì gia trưởng thì có không tới là gia trưởng đâu. Nhưng mà muốn là phải được liền. Có nghĩa là vừa hỏi cưới xong là một tháng sau là phải, bây giờ gợi ý là phải sống chung. Vậy là con phải lên Cần Thơ. Dạ đúng rồi. Mà có dẫn hai đứa gái lên theo luôn không? Dạ lúc đó là không có dẫn được, tại vì nó đang đi học. Mà trường thì cách nhau nó có 50 mét thôi. Trên đó cũng sẽ có cái ở trên khó đó nữa. Nó rất là tiện. Rồi khó là con phải để là hai đứa nhỏ ở trong bà ngoại. Dạ. Đến mấy tháng thì mọi thứ ok hết? 2 tháng thôi. Cái cũng được rồi. Dạ. Tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con cưới được 1.5 năm rồi. 1.5 năm rồi. 1.5 năm rồi. Trời ra tật xấu gì kể nghe chơi. Con bị say là tới 360 độ chứ không còn là 180 độ nữa. Nó còn tưởng đâu sạch lắm. Tại trước khi đi vợ chồng tắm hay là 1-2 tiếng đồng hồ, con nói trời trong bụng tắm gì tắm dữ vậy trời. Sau này con mới biết tại vì 2-3 bữa mới tắm lại. Sáng sẽ tắm sớm, qua ngày hôm sau mới tắm lại. Thì có nghĩa là nguyên ngày hôm đó đi đâu ai hử con không biết.
Cái tối về là con thử. Con thử. Rồi cái sáng mới tắm, mới sáng tắm cái là cái người khác thử. Người ta thử cái tối về con mới thử. Nghĩa là tối là con vớt hết á. Là lười tắm hả? Dạ, ít tắm chứ không phải lười. Tắm là tắm rất là lâu. Đó. Rồi sao, có nóng tính, có khó chịu gì không? Dạ, rất là nóng tính. Nói chuyện lớn tiếng với con. Tại vì công việc của con là phải cũng phải áp lực, con buông qua là cũng phải tiếp ảnh. Mình thì mình suy nghĩ, mình làm tiếp chồng mình là chồng mình được khen mình hay sao? Không đâu cô. Đôi khi mình làm sai một cái gì nhỏ nhặt thôi là la đùng lên. Cũng như con cảm thấy là con tủi vậy đó. Tại vì cái công việc của con á thì nó cần độ chính xác rất là cao. Không được sai sót dù chỉ là một tí cũng không được. Đôi khi làm mệt thì cũng có những cái kiểu không kiềm chế được, không kiểm soát được, hơi lớn tiếng tí. Nói tóm lại là giờ ông này thứ nhất là tắm lâu. Dạ. Thứ hai là hơi bị nóng tính. Dạ đúng rồi. Thứ ba còn cái gì nữa không? Ở dơ. Rồi con mong chồng con thay đổi điều gì? Tắm nhiều một chút. Thôi chịu khó về tắm nha. Rồi giờ đến con đó. Bà có bao nhiêu tật xấu? Tật xấu thì hình như là gần như là không có. Có ghen không? Đó. Dạ ghen thì có ghen. Tết năm 2024, lúc đấy là con dẫn vợ con đi chụp hình Tết ấy. Có một cái chị kia, chị ở Hàn Quốc. Cũng bà chị nữa đó. Dạ. Chị kia bà đẹp lắm. Tự nhiên chị nhắn tin cho con, chị nói là chị nhớ em quá. Đấy, chị đấy là bạn của một người anh mà phụ con làm cái công việc của con ấy. Bạn này là coi như là luôn luôn là được những cái người bạn của anh, bạn của chị yêu thương mình. Lạ lùng. Tại vì mình cũng đã từng là chị. Thì đó. Có nghĩa là cái số tiếp cận với những đàn chị, đàn anh. Mình cũng là chị, mình đã hút được rồi bây giờ. Ủa mà sao con đọc được cái tin đó? Con ghen thiệt. Nhưng mà anh chủ động là những tin nhắn đó anh được con đọc. Nhưng mà phụ nữ mà mình đọc đó là mình phải cảm xúc, mình phải vỡ òa liền. Không, nó ghen là đúng rồi. Lúc con ghen con làm cái gì? Con khóc, con không nói chuyện tới thôi. Thật sự con không có như người ta đâu. Cuối cùng thì con giải quyết làm sao? Cái chuyện đó là xong hết chưa? Con mới nhắn tin cho chị đấy. Con bảo là em là có gia đình rồi. Câu hỏi này, con đọc cái tin đó trong đầu con mường tượng tới việc gì? Nếu mà anh này mà anh trả lời một cách mà tích cực lại cái nữa là sẽ cái mối quan hệ này nó sẽ phát triển liền. Mình đâu có cản được. Nhưng mà thôi sao, vụ đó là giải quyết rồi, đúng không? Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa không? Thật sự là giờ vợ con thì nữ công như chánh thì không được giỏi lắm. Hôm đó là vợ chồng con gây với nhau là con tủi là như vậy. Con thấy là mình giống như mình cố gắng rồi. Thì mình nấu cơm này kia rồi vô tình là cái nồi cơm nó không có chín. Rồi nó la cái con tuổi. La, ổng nói có bao nhiêu con xong cái bắt đầu con tuổi. Tại lúc đó có nhân viên con nữa. Mình thật sự mình rất là tuổi luôn. Đôi khi cái điều nhỏ nhặt đó là chồng con lại nói con như vậy. Theo lẽ là đáng lý ra nó đó. Ủa em sao cái cơm này nó vậy ta? Hay là tại vì hồi nãy em không có xới nó lên ha? Hay sao vậy ta? Ví dụ vậy đúng không? Dạ. Thì cũng đỡ tuổi hơn đúng không? Dạ đúng rồi, đỡ tuổi. Tại vì con mong muốn cái điều gì, sau đó chú sẽ chúc cho hai đứa nghe. Con thì chỉ mong muốn vợ con là ít công việc lại thôi. Xong công việc rồi thì cứ về đi, chứ đừng có đợi con. Dạ. Thật sự là thức đêm nhiều quá thì con nghĩ là cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thôi bớt việc lại nha. Thôi chúc cho hai vợ chồng nghe. Cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Dạ. Vừa thấy là một tình hình gái mà chẳng tin luôn. Không có để ý là xem cho ông này ông đẹp hay là ông ấy xấu. Giờ một là người yêu của anh, hai là thôi không có liên quan gì nữa. Rồi kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai vợ chồng với giới thiệu cho mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em là Lê Thành Vân, 30 tuổi, hiện em đang làm kinh doanh thời trang. À, Thành Vân. Rồi mời em. Em là Phương Nguyễn, hiện tại em 27 tuổi và em cũng đang làm kinh doanh về hóa chất. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Thời đấy là em đang học lớp 12. Hôm đấy là đi học thêm ấy, thì đến cái phòng trọ của bạn cùng học cùng lớp, thì vợ đi học về. Thế là đầu tiên thấy gặp một người con gái mà trắng tinh luôn. Trong cái tà áo dài thì em cũng thích. Em mới ngồi cái bàn của vợ ấy, thì có một quyển sổ, em cứ ghi vào dòng chữ là làm bạn với anh nhé, rồi ký tên là Lê Thành Vân, rồi ngày tháng là ngày 28 tháng 5 năm 2005. Rồi khi mà em nhận được cái lá thơ đó thì là cái cảm xúc của em như thế nào? Khi mà có một ấn tượng đó là về cái chữ của anh này rất đẹp. Em thấy là ấn tượng về cái dòng chữ thôi, chứ còn không có để ý là xem cái ông này ông đẹp hay là ông ấy xấu. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau? Sau đấy hai hôm ấy thì em thấy thích rồi, em mới bắt đầu là viết thư gửi cho người bạn học cùng lớp ấy, đưa cho vợ em. Thì sau đó là cứ hai đứa cứ viết thư, viết qua viết lại cũng được khoảng 4 tháng. Rồi em mới chốt một câu là giờ một là làm người yêu của anh, hai là thôi không có liên quan gì nữa. Trời ơi. Thì trả lời sao?
Thì lúc đấy thì bị vô cái tình hướng mà không là người yêu nữa thì thôi, không bạn bè cũng không anh em gì hết. Thế là chọn Đại. Nhưng mà chọn Đại vui không? Lúc đấy thì cũng thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Sau đấy thì anh thi, anh đậu đại học. Gia đình thì lúc đấy bố có cái nhìn khác về anh. Và mọi chuyện thì nó cũng dễ dàng hơn. Rồi có chia tay lần nào không? Chia tay thì chắc là vô số lần anh ạ. Đỉnh điểm là những lần là anh này cá độ. Khi anh học năm 2 á, thì anh ấy lại chuyển sang ở trọ chung với một cái đám bạn. Thì mấy anh này mê game nè, mê cá độ nè, mê đánh đề nè. Thì chồng em cũng lao theo và lúc em phát hiện ra thì em muốn chia tay. Tại vì bạn bè thì cũng bị lây đúng không? Dạ đúng rồi đấy. Em nói gì không nghe luôn, bất chấp, cứ lao vô, xong rồi tiền thì cứ chơi bữa được bữa mất, hầu như là mất chứ không được. Rồi làm cách nào mà hai người hàn gắn lại? Cái đợt mê chơi đấy đến độ mà nợ đến tận 20 triệu, anh không còn cách nào nữa, thế anh phải xin tiền bố mẹ. Xin tiền thì bố chồng em bây giờ thì mới gọi cho em, mới la là tại sao mà con yêu nó mà tại sao con lại để cho nó lâm vào cái cảnh nghiện ngập như vậy. Con yêu con phải có trách nhiệm, con phải làm sao cho nó thoát khỏi cái cảnh mà nghiện ngập nó đi. Thì lúc đấy thì em mới thấy là mình có lỗi, thương ông quá, sợ ông lại tiếp tục, ông ấy lâm vào cái vũng bùn á. Thế là em mới quay lại. Vậy thì từ cái lúc đó cho đến lúc mà anh này anh thoát khỏi những cái cơn nghiện cờ bạc đó là bao lâu? Là kéo dài cũng phải hơn 2 năm. Và em cảm thấy rất là xấu hổ. Có đến lúc mà thời điểm mà gần Tết rồi cũng nói với bố mẹ là con lần này không về đâu, con ngại lắm, con xấu hổ lắm. Thì nhưng mà bố mẹ thôi cứ về đi. Thì là em cảm thấy xấu hổ thì em quyết tâm là em bỏ. Vậy thì hết mê cá độ gì, có mê cái khác? Chuyển sang là mê gái ạ. Ôi trời ơi. Trời ơi. Không này. Và cái ca này là ca rất đâu mê nhậu được đỡ không? Trời, chuyển qua mê gái. Trời ơi. Không nhậu có nữa. Có luôn. Trời ơi. Để nó té cho mình. Đâu mê gái sao? Có giữ bằng mê cá độ không? Nói chung là cái level của nó cũng hơi khác một tí. Đâu để kể đi. Chuyện mê gái lần đầu tiên đấy là khi đó là anh học năm 2, anh ở trọ ở trên đấy, thì bữa đấy em bắt xe buýt em chơi. Thì em vô trong phòng anh thì em lại thấy có một cái cô gái ở đấy. Em cũng chào, em cũng chào chị. Thì chị mới hỏi là hỏi chồng em ấy, em là ai? Thì anh ấy mới trả lời là em gái của anh. Chị kia cũng hỏi là em thì em cũng gật đầu. Em kêu dạ đúng rồi, em gái của anh Vân. Thế là hai người đấy đi ăn chè. Cái có em đi thì cho em vứt rác đi theo luôn. Thế là hai người đấy là đi song song với nhau, còn em thì đi sau sau đuôi á. Cái em đi vô tới quán chè thì em thấy cái cô này cứ nhìn anh này đắm đuối, cứ nhìn mà anh này cũng chả thấy nhìn mình gì cả. Thế em mới có nghi vấn ở đây, em bảo chắc là có cái gì đấy. Thế là về em mới mượn điện thoại để em chơi con rắn ấy. Thế em mới đọc tin nhắn thì em mới tá hỏa. Ồ, hai người này đã nhắn tin với nhau từ rất lâu rồi. Và cũng có nhắn là anh ngủ chưa, em nhớ anh, cái này cái kia. Cái em mới lôi ra, con này là con nào, quen nhau từ khi nào mà bây giờ dám giấu giếm mà còn gọi tôi là em gái nữa hả? Cái đập điện thoại. Em mới đập điện thoại rồi em mới bỏ về. Thế bây giờ mới biết tại sao các hãng điện thoại tranh nhau để mà ra điện thoại đó. Để cho người ta đập thôi chứ làm gì. Sau cái cú đó ảnh còn mê gái không? Còn chứ. Dạ. Có thêm một cô nữa thì bữa đấy là chở em tới phòng chơi, thì em mới xem được cái điện thoại ấy, thì em thấy là cái cô kia nhắn cô đòi tới ở chung phòng anh này. Tức là cô kêu là tối nay cô dọn đồ tới cô ở với ông ấy. Em mới hỏi thì giải thích là do cô này cô thích chứ không phải là do anh thích. Em tủi thân quá cái em mới khóc, em mới bỏ về em không. Bây giờ anh muốn hỏi có lần nào mà em đánh ghen không? Thôi để ông nói đi. Dạ. Em kể có bao lần giờ nào mà vợ em đánh ghen không? Vợ đánh ghen thì có câu chuyện này lúc đấy sau cưới rồi. Cưới rồi mà vẫn còn dính nữa hả? Oh my god. Rồi sao? Cái này thì chắc là cho vợ kể để cho nó hết. Không không, anh muốn em kể. Em kể đi, em kể đi. Kể đi vui mà. Giờ em đánh ghen sao? Cái cô này thì là em tìm trên Zalo ấy chị. Thì thấy cũng dễ thương nên là cũng nói chuyện thôi. Nên sau đấy hẹn gặp cà phê một lần. Nó gặp một, không hiểu sao gặp một lần mà cô ấy thích luôn, cô ấy yêu luôn. Cô nói là giờ em không hiểu sao mà em cảm thấy là nhớ anh. Sau đấy là em đang tuyển nhân sự ấy. Thì cô ấy xin bảo đến làm. Nhưng mà làm sau đấy vợ đến hỏi là tên tuổi ấy, để mà chấm công ấy. Thì bảo là em làm giúp anh Vân thôi chứ em không lấy tiền. Thế vợ nhìn đâm ra nghi ngờ. Sau đấy thì công ty em tổ chức đi chơi thì em có hơi uống hơi nhiều, thế là say. Thế là vợ mở điện thoại ra. Lúc em tình cờ thôi, em thấy tít tít tin nhắn. Mở điện thoại ra thì em thấy là chat kêu anh làm gì đó, ăn chưa. Xong rồi em mới lướt lên thì em đọc được rất nhiều tin nhắn. Và tin nhắn rất là mùi mẫn. Lúc em điên máu rồi đó, là em mới nhắn cho cô này là bây giờ anh đang ở nhà, anh muốn gặp em. Thì em dụ cô đấy tới nhà em để em cào mặt ra đó. Rồi lúc đấy là 11 giờ đêm rồi mà cô ấy vẫn tới. Thì mới điện thoại cho chồng em. Lúc này thì em mới bắt máy.
Thì em mới nói là chị Phương đây chứ nãy giờ không phải Vân là nhắn cho em đâu, giờ em về đi chứ không chị xuống mà có chuyện đó. Lúc đấy là em đã kìm hãm lại được cái cơn giận dữ của em rồi. Thì cô đấy cô mới đi về. Và trong đêm đấy thì em mới gọi ông này dậy để xử. Nhưng mà ông xỉn quá rồi không có gọi được. Thì em mới hơn sáng mai và lấy móc ra đập cho một trận. Đánh anh này chứ không phải đánh cô kia. Dạ đúng rồi, cô đánh kia là kia lúc đấy tâm lý thôi. Đúng rồi. Đó còn vật thể thì anh này hứng. Đúng rồi. Đúng không? Anh muốn hỏi cái tâm trạng của em như thế. Đúng, em rất là buồn, thất vọng lắm. Cũng muốn chia tay, cũng muốn ly dị rất là nhiều lần. Nhưng mà thấy là thật ra chồng mình thì rất là dẻo miệng rồi. Với lại cái bản tính ga lăng, với lại làm kinh doanh thì em biết rồi. Thì em nghĩ là thôi cái này mình sẽ chữa từ từ. Rồi bây giờ đã chữa được mấy phần rồi? Chữa được khoảng 8 phần 10 rồi. Như thế đó là hay. Không, bây giờ chị hỏi Vân nè. Lý do gì mà sao em dễ say nắng quá vậy? Em dễ bị dụ quá vậy? Thực tế là một cái điều mà giờ hôm nay em mới bật mí là vợ em ít ghen, với lại là dễ quá, dễ với chồng á. Thực tế là thế, dễ với chồng. Dễ với chồng, dạy với chồng quá. Chồng đi đâu hay làm gì thì thường thường nó không quan do tâm lắm. Như vậy là do lỗi bà vợ rồi. Nên là đâm ra là mình thoải mái. Em nghe chưa? Tại vì bản thân em thì em nghĩ là vợ chồng thì mình phải cho nhau khoảng thời gian thoải mái. Em không muốn cứ gò ép chồng, cứ phải nhìn ngó chồng đi đâu làm gì thì em cũng thấy em cũng mệt mỏi. Chỉ có khi nào mà nó quá lố thì em mới ra tay thôi. Nhưng mà em có cảm giác là mình dễ dãi với chồng mình. Nhưng mà có khi nào em nghĩ là nếu mà vậy mình có quyền dễ dãi với bản thân không? Dạ không chị ạ. Em nghĩ là mình dễ với chồng nhưng nó ở trong mức độ của mình, chứ không phải là mình buông thả chồng luôn. Nhưng mà em biết là những cái lần mà chồng say nắng thì cũng có những cái lỗi lầm của em trong đấy. Tức là những cái lúc đấy thì em cứ lo toan như công việc và không có để ý gì tới chồng nhiều. Bạn có muốn nói gì với vợ mình hay không? Thực là như thế mình rất là có lỗi với vợ, cảm thấy là tội lỗi quá. Hôm nay đến với chương trình thì em có một cái điều bất ngờ dành cho vợ. Em cũng chia sẻ lý do luôn là tại vì lúc cưới ấy, lúc đấy em mới ra trường, chưa có tiền bạc, chưa có gì hết. Vợ thì lâu lâu thỉnh thoảng bảo sao anh không cầu hôn em đi, hoặc là hay bây giờ anh cầu hôn em đi. Thì thật sự hôm nay thì em muốn làm cái điều đấy dành cho vợ em. Là cầu hôn. Dạ đúng rồi. Thật sự là cảm ơn em đã ở bên anh từ khó khăn rồi đến những lúc này lúc kia. Thì cảm ơn em đã ở bên anh 10 năm nay rồi. Hôm nay thì nhân chương trình này thì mong muốn là cầu hôn em thêm một lần nữa. Thì đây anh có nhẫn chuẩn bị đây, cái này là hơi bất ngờ. Hay quá. Hy vọng là em sẽ cùng anh đồng hành đến suốt cuộc đời này. Giờ em rất là cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là xúc động. Em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng em lên đây. Và cũng cảm ơn anh nhiều. Và mong anh luôn quan tâm vợ nhiều hơn. Bây giờ vậy nè, với một cái gì hết sức là chân thành ha, từ phía chị nè. Mặc dù tụi em đã đi với nhau 10 năm, một chặng đường tương đối là dài, nhưng hôm nay sẽ là một khởi điểm cho những năm tiếp theo. Và đến suốt cuộc đời này tụi em sẽ là niềm vui, hạnh phúc và thực sự thấu hiểu nhau, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau. Đúng là một gia đình nhỏ. Và rất mong rằng những cái hy sinh của em đối với chồng, sự tha thứ, sự bao dung của em ngày hôm nay là coi như em đã được đền đáp lại, đúng không? Và sau này em sẽ là một người vợ cực kỳ hạnh phúc với người chồng này. Và chị Vân vừa nói đến cái từ là gia đình nhỏ. Mà gia đình nhỏ thì không thể nào mà chỉ có hai người không. Mà gia đình nhỏ nó còn phải có người lớn và con nít. Cho nên là anh được biết hai vợ chồng em vẫn chưa có em bé. Thôi thì nhân hôm nay ngày hạnh phúc của hai bạn, thì anh Thuận xin chúc cho hai bạn mau sớm có một cái tin vui ha. Và để cho vui cửa vui nhà, để đúng với cái từ gia đình nhỏ hạnh phúc to. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Hàn Quốc làm thì bảo ok, anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con, đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái, con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thế ok, anh ngồi anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu 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 một lúc, xong lâu lâu đi ra.
con ok đi ra thầy thế đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thì sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm, thì trao đổi qua lại thì bảo ok anh yên tâm cứ ở ngoài này xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy người con gọi cho bên kia, thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thấy nói ấp ống xong rồi sao gọi, không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc bảo thôi chết rồi, hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Thế bảo ôi dồi sao 9 rưỡi này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy, là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào đâu, mà cửa kiếp sắt xiếc to trông như ngân hàng ấy. Đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì tôi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Là vợ anh đây thật á? Thế bảo vợ anh thôi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước là thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, làm hết mặt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi có đúng nghĩa là cái mắt anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại, vừa đập đi xây lại và rồi ăn gian chưa rồi. Con bị sốc ấy, con bị sốc và đầu ôi rồi. Lúc ấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó là như kiểu là sắc ướp Ai Cập ấy, bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo, xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về để về khách sạn nghỉ ngơi đã. Thì biết tại là con phải về dìu luôn, người yếu lắm chú ạ, vì mổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này, xong rồi bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây rồi bảo đây là đâu, tôi là ai. Lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi ạ. Có nghĩa là nói đúng không? Đúng rồi, nói yếu không nói được nhiều. Chứ lại chỉ cần nắm tay thôi là biết rồi. Dạ. Thế là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc đấy con bực lắm, lúc về con bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được, hay là muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn không? Bỏ về, một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi, nhìn mặt nó kia trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nốt rồi tính. Thì con tiện lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con tiện nhớ đấy, có một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này, tôi cho lại lại chăm sóc, sáng đi mua cháo nấu, rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con, rồi là nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới, vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi, ở dưới ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái cảnh là cô đơn. Thì tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm tối đó con chưa thân với mọi chị em mọi người đấy lắm. Con bảo tưởng Việt Nam quá, trong đầu mình mà đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi, bây giờ còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ấy đây. Coi trong đầu luôn, đây là quân địch đến, không lo chuyện, lạnh lùng mặt quay thì bảo không nói vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy, ở dưới tiếp. Một ức lắm chú ạ, lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn. Lại do cái mặt lúc đó con nghĩ là ly dị luôn ạ. Ôi, về đến sân bay là đòi ly dị. Phải không? Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa dối. nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết.
hay sao ấy. Tức là chồng, tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không, thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời tưởng là anh đồng ý đúng không? À, nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng, lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á, rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng, nói rất là kinh, là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế. Ai bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá, thì con cũng thấy là thôi mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì vợ thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám. Và cái mặt con tiêm ý, là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần. Và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm. Con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh. Hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu nổi. Không cãi nhau chịu không nổi. Hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt, con cắt để thành mái che hết mặt rồi. Về nhà ông vẫn phát hiện ra. Thế là lại rồ lên lần nữa. Ôi rồi ôi, lại đòi bỏ nhau lần nữa. Nhưng cũng vẫn giờ chưa bỏ nhau. Hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay. Vợ con đi nhận hàng thì là đang rất là chờ người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra. Từ xa thế trông giống vợ mình nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình. Mình thế bảo sao trông con rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Xong bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau, người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt. Đấy. Chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. Nhưng mà con công tâm, công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Cái lần đầu á, khi mà là đập đi xe lại đó. Vâng. Con còn nhớ thì khi mà ta có đi coi phim, mà nhất là những phim Hàn Quốc mà về Mỹ đó. Vâng. Đó, cái lúc mà tháo cái bằng nhẹt luôn. Bung ra một cái, trời ơi, hào quang tỏa sáng. Đấy, đúng đấy. Một cô gái, một nàng tiên tỷ tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt. Dạ. Mở cái bằng ra. Thì sao? Trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp thôi ạ. Còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng thôi chú ạ. Nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau, thời gian sau đó. Kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong hàng sáng ngủ dậy, có nghĩa là có phải không, nhưng mà bây giờ xinh quá trời. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ. Con không nói con sửa con không biết luôn á. Con cũng thấy tự nhiên và rất nhiều đúng người không? Khen. Vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói không sửa là mình không biết luôn á. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra lần cuối để sang Việt Nam là 6. Xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần. Là 8 lần. Dạ vâng ạ, tại vì nhưng mà lần sau chồng con thông cảm. Tại vì nó là vấn đề về kỹ thuật. Về sau nó vẫn bị hơi gồ tí, chồng con thông cảm lần sau chồng thôi, con nói chung là mấy lần cũng được. Nhưng mà bây giờ cái giao diện, cái hình okay nét này là quá ok rồi. Và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại. Đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công. Đúng không chị Một? Sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Vậy thì quá trời năm để mà bao nhiêu phẫn uất cho con nó. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Vậy. Rồi hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ đó, bây giờ tới con. Có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Đó. Có khá nhiều ạ. Đâu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính, rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng, vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu
Nóng nhất là nóng là giận làm lắm gì? Vâng ạ. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất. Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa cũng được chuẩn nhau. Đúng vậy, nóng nhất là cái đấy. Có. Bây giờ còn có không? Bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý. Dạ, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có. Cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng lúc đó tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ xuống dưới thì con đuổi theo cãi nhau, thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con. Như này thì con mới lại để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua lại nhìn thấy thế là cứ hét lên là thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Nhưng thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời. Con mới là người được bảo cần được bảo vệ nhưng mà lại cuối cùng lại thành tổn thương chứ lúc đấy là bảo mà đây lại cả hàng xóm nhà mình này nó chết giờ buồn là oan ức. Oan ức là oan ức nóng tính này, nóng tính à, nóng tính rồi. Sao con là bừa bộn bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng vợ con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rửa mặt xong rồi con mặc áo đi, còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia, check out vâng luôn. Check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó và rồi con có phải là người đi hốt cái đó không? Con cũng phải dọn nhiều thuốc đang không phải nhấc cả chân lên hút bụi mà vợ con nó mua đồ gọi đồ gì ship về các thứ mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở ra người ta ship về. Em hỏi là em mua gì đây? Hai năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online. Có nghiện không? Có. Như vậy là cũng là nghiện shopping. Nghiện mà không nhớ đúng đồ mà 2 năm chưa khui là biết là cũng nặng lắm rồi nào. Thế bảo trời đời em hết hạn rồi anh vứt đi hộ em. Rồi bây giờ hỏi nè, thường người ta nói đó, đi mà nghiện nhiều quá là sẽ bị hay quên. Dạ. Cô ấy có bị không? Con nặng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên. Chưa thẩm mỹ. Khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Là hay quên từ bẩm sinh. Nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8 9 lần đúng không? Không nhớ hết luôn. Chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày. Rồi, thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều, những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là để bớt nóng tính. Bớt nóng tính lại. Vẫn là bớt nóng tính. Biết là nghe chồng hơn. Theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi. Dạ. Chứ nhiều khi nóng quá tác động vật lý cái chú nhủi cái đầu cái lỗ mũi mình nó bị còng. Đúng vô cái gì cái đầu ra. Dạ. Chúng vô cái lỗ mũi mình cái còng cái phải đi làm nữa, tốn tiền nữa. Đúng không? Đó. Rồi giờ tới con đó Nhi. Con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu nên thế, nhưng từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau không tỉ thí bọ công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng bọn con còn đánh nhau mà chạy đứt cả dép chồng con chạy đứt cả dép, rất là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao. Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ, tức là những cái ngày đó nãy tự thú con đó. Thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí, nhưng chồng con lại là người thật quá, nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con, nên là đã từng có lúc con đòi ly dị chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người một cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em, anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin, nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế, tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn. Và con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy còn làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc hồi đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng ạ. Đúng không? Không thể hiện. Không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng
hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ví dụ như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn. Rồi. Thì con cũng là đấy, hay con quá. Cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu cái thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến bây giờ con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con 7 điểm trên người thì cô thấy cũng ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị con vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước. Tức là chồng con bỏ quên con đằng sau luôn. Quên nắm tay luôn. Cô không nắm tay luôn. Đó thì con bảo là mình vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt. Đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn. Tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận về điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, mình dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ do con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì, và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Thế cái con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi à? Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ, vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi hay là con nhẹ nhàng thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi xong chồng con nói tiếp, con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu căng lên. Hơn tí thì căng chồng lên. Con lại thôi lên. Thế tức là chồng con là mong bệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói qua nói lại nữa. Thế còn gì gì nữa không hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo. Nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ. Yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn. Chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Tức là con là một người rất thích. Nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật. Nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay. Chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau. Có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả. Nên là cố gắng, là không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu chồng con không quay đâu. Dạ, quay chồng không? Con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Không, con biểu diễn đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok. Mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay. Mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi. Tức là không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu không thể nào mà chấp nhận được và không quen, thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn. Thấy vợ khổ quá, thấy vợ cứ kiểu cứ kiên trì quá. Tức là chồng con không quay đấy là việc của chồng con, còn con vẫn cứ con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Đúng, ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả, là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con à.
còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, thí dụ như con không thích quay dạ. Thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới vâng. Bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Dạ không, con cứ ngồi đấy phải bỏ đi thì đâu thì bà là chắc cũng thích lắm nè. Bỏ đúng đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Bỏ đi là thành với nhau. Dạ. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái tiktoker luôn. Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Ồ. Lên TikTok là thật ra bọn con không hot đến mức mà là tiktoker đâu. Bọn con không nhận mình là tiktoker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Bạn... văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong ủi quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh. Tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày sao trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang phải cam chịu rồi. Trên đấy mọi người gọi coi là 3 phần bất lực 7 phần luông chiều. Mọi người đang phải đặt cho con chuyển danh. Cái nét đó là khán giả là được. À, thích mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể là vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao. Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác. Là lúc đầu là không hiểu đâu. Lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, ngoài ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Chồng con cảm thấy là à hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đối với cộng đồng. Nha, chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì người ta chúng ta sẽ mới hiểu được nhau. Chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Dạ. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị nữa. Nay là 14 năm rồi. Vâng. Sẽ còn là bao nhiêu? 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới vàng. Vâng. Đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần, 50 năm thôi. 50 năm nữa là 36 năm thôi. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Dạ. Ôi, chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng. Đó, sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh. Chương trình tình trăm năm. Đó. Dạ. Không, cái chương trình của mình á, cũng là đám cưới vàng là comeback lại được. Dạ, yeah, đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt. Dạ. Đó, thì không biết rằng là con đã hạnh. Dạ. Không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. Vâng. Thì ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Wow. Một món quà. Ôi dồi, biết chuẩn bị quà luôn. Chú không hề biết luôn. Dạ. Tất cả mọi người không hề biết. Con mà không biết thật. Con cứ thoải mái. Đấy. Đứng lên luôn chứ. Đấy. Thì con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi dồi. Cho ngày hôm nay. Thì, ôi dồi, con bất ngờ quá. Em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dúi với chị biên tập, và con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị họp phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước sân khấu không? Con còn nói thế. Có khi lại. Rung kìa. Ô không mở ra được anh. Ôi. Ôi, cái gì vậy? Lại... đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng, thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con này là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ người ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta là kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường, và
đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của vợ con. Xin cảm ơn. Trời không chừng hồi bốc tâm chúng tưởng son nữa, năm hộp son và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn yêu thương nhau và mãi mãi là sắc son với nhau. Vậy con có thấy là bảo là chương trình là có chú Thuận là chương trình chọn cái tên rất là hay vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ thuận vợ thuận chồng tắt biển Đông cũng cạn đấy ạ. Chú cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều.